Rồi hello anh em, thì hôm nay là Nam sẽ làm một clip để cho các anh em xem sơ qua về cái két nước X1R lên cho cái chiếc Winner nha mọi người. Đó, thì đây là cái con Winner nè, mới vừa lên cái két nước X1R này, là két nước cong. Đó, như mọi người có thể thấy là đây là cái đường cong của nó nè. Đó, nó cong như vậy nè. Đó, khi mà gắn lên xe xong rồi nó sẽ như vậy. Để bảo đảm 100% luôn á, là rất là nhiều các anh em đang muốn lên cái két nước như vậy nè, để cho cái lượng đồ giải nhiệt rồi chúng ta có thể tốt hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là chúng ta nó tốt về cái phần máy nè, máy mình nó sẽ giải nhiệt được tốt hơn nè. Đó, cái thứ hai nữa là nhìn cái xe nó gọi là nó hầm hố hơn ha. Đó, cái phần két nước nhìn nó rất bự nha. Đó. Thì cái này á, nhiều bạn là chắc chắn là sẽ thắc mắc là không biết nó bự như vậy đó, gắn vô nó sẽ gắn được hay không, nó cả cứng cái gì và nó sẽ lắp dễ hay không, và nó phải sẽ khoét cái dàn áo như thế nào, hay là nó bị khoét hay cái gì không, nhìn nó có thẩm mỹ hay không. Hôm nay đang làm clip này để giải đáp cho các anh em nha. Thì két nước nè, nhìn ở phía trước trực diện nó vô thì chúng ta sẽ như vậy nè. Đó, thì nó vừa đủ để ôm hai bên này luôn. Đó, nó vừa đủ để ôm hai bên này luôn. Thì ở ngay cái phần đây nè, cái cũ của nó đó, thì ở đây nó sẽ có một cái phần ngủ để nó bắt từ bên đây qua bên đây, đúng không, nó bỏ phần đó ra luôn, không có xài. Đó, bên đây nè. Đó, bên đây nè, nó vừa đủ luôn nha mọi người. Rồi, ở bên đây á, thì chúng ta sẽ khoét nhẹ một xíu của cái phần này. Đây, mọi người thấy không? Đó, cái phần cái dàn áo này nè, dàn áo này nó thẳng đúng không? Thì mình sẽ khoét nhẹ để cho nó vừa đủ của cái nắp này. Đây, mình cứng cái nắp, còn bên kia thì không có cần nha mọi người. Đó, rất là đơn giản. Đó, nằm nha. Cái nước là lớn luôn. Thì mấy cái ống nước này nè, mấy cái ống nước bên trong nè, chúng ta xài lại ống nước zin hết, và chúng ta sẽ xài cái cổ dê cho siết cho chắc lại hết nha. Hoạt động thì nó rất là bình thường. Đó. Lắp cũng rất là đơn giản thôi. Còn ở phía bên trong nè. Thì cái này á, chúng ta sẽ có một cái bát để chúng ta chịu. Thì khi mà chúng ta tháo cái phần này ra nè. Đó. Thì tháo cái phần này ra đó là chúng ta sẽ có một cái bát nè, để lắp của từ trong cái vị trí này nó có cái bắt một cái bát cũ, chúng ta tháo ra sẽ có vị trí của cái đầu máy nè, trên cái đầu á, chúng ta bắt cái bát từ bên đây ở đây để chịu cái phần cái két nước này lại nha. Đó, để chúng ta kéo vô, vì nếu mà không kéo như vậy á thì cái phần dè nè, khi nó nhúng xuống thì cái phần này nó sẽ rút lên trên, thì nếu mà cái phần này mà nó đưa ra đây quá thì nó sẽ bị cứng như đây nha mọi người, nó sẽ bị mất cái két nước đó. Thì cái anh em á, là lưu ý là chúng ta vừa gấp cho xong chúng ta phải chỉnh cái khoảng cách cho nó vừa phải nha. Đó, cho nó hở ra nhiều á. Đó, để mà kiếm ta nhúng này nọ nó thoải mái, rất ok, không bị cả cứng gì hết. Đó. Thì nguyên cái phần này là nó sẽ két nước nè. Đó, tặng lưới nước rồi mà titan rất đẹp nha. Thích hợp cho các anh em điều khiển và giải nhiệt tốt lắm. Đó, này là gắn cho chiếc Winner. Thì cũng có gắn cho Adventure 50 và Sonic với Vario nha anh em. Đó. Thì bây giờ Nam gắn cho chiếc này xong rồi Nam sẽ làm clip để quay cho anh em. Đó, nhìn nó rất là gọn luôn. Đó, giờ không thấy gì hết. Đó. Đó, không có lòi lũ gì hết nha mọi người. Đó, có phía bên trong thì chúng ta làm nó tỉ mỉ thì chúng ta sẽ ok. Đó, này nọ nó lắp nha nè. Rất là khít luôn nha. Rồi, thì anh em nào cần thì có thể ghé Nam. Thì cái két nước này giá hiện tại của nó là 1.650.000 nha mọi người. Đó, 1.650.000 một cái nha. Đó, giá nhiệt rất là tốt luôn. X1R. Đó. Thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với Nam qua số điện thoại là 0902348441 nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.